Cái này gọi là bông giấy gì chú? Bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ mà cẩm thạch đó, nó cái cẩm thạch nó đẹp hơn là bông giấy thường, lá thường. Cái màu nó tươi mà cái lá nó lan lan. Wow, cây này 60 triệu nè mấy bạn. Đây là cây bông giấy. Mình ghé đây về chiều tối, bởi vì nó hơi tối các bạn. Hơi tối. À, rất là nhiều cây. Đây là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Bên đây cũng là mai chiếu thủy. Bên đây gốc mai nè mọi người. Bên đây có gốc nguyệt quế. Ồ, còn cây mai này chú đang uống. Còn bên đây là bông giấy, này chắc bông giấy mình có chữ lộc. Anh đang xịt thuốc. Cái này là cái gì anh? Cái này nè. Cái dâu. Cái dâu gì? Dâu trái. Dâu trái là sao? Cái dâu, dâu mà để ngâm rượu rồi. À, trái dâu mình đó chứ không phải dâu tây phải không? Dâu mình đó. Dâu tây là thân mềm. À. Cái dâu này là thứ mà cái nhánh mà ta hay tiện là cho ít đeo hả? Dạ. Ủa mà cái thân nó bự vậy đó hả? Đúng. Mà cái này là dâu này có trái, đặc biệt có trái. Dâu kia là không có trái. Có hai loại dâu đó. Dạ. Loại dâu ấy, dâu quần vườn quê mình là không có trái. Cái này là trái nè. À đúng rồi, cái trái đó đó. Thì đó là cái thân là tiện đeo tay cho nít đó. Vậy có con lô nhỏ nữa kìa, lô nhỏ. Đây cái trái đây. Trái không ăn được nha mọi người, tại mới xịt thuốc. Đó, cây bông trang này là dạng bụi nè. Dạng bụi mà cho vô chậu cũng rất là đẹp. Còn dạng loại một cốt kia thì uống lên. Bên đây cái cây bông giấy Mỹ nhỏ nè. Cái cây này nhiêu chú? Cây này thấy hương quá à. Cây nữa hả? Dạ. Cây nó 3 triệu rưỡi. Nhiêu chú? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Và cây này chơi thường thường được nè. 3 triệu rưỡi. Cây này nó quái, cây cũ nó như nè. Ủa cái này cái gốc hay cục đá gốc ta? Gốc á. Ồ. Ờ vậy nó mới quái, nó mới giá trị. Wow, cái gốc á. Chứ còn cái gốc bình thường thì nó này không có giá trị. Đó, cây này nhỏ nhỏ tuổi chơi thường thường này được 3 triệu mấy. Còn bên đây chú? Bên đây, bên đây đâu phải bông trang Mỹ hả chú? Giấy, ủa bông Mỹ chứ? Bông giấy hai màu, bông giấy thường. Ờ bông giấy thường, không giờ ông nói nhầm bông trang. Bông trắng màu đỏ vậy, hai màu. Dạ. Bông trắng màu đỏ. Ui đã quá. Cây đó 3 triệu. Ồ, 3 triệu. Cây này 3 triệu nha mọi người. Họ kiếm số điện thoại chú để lên. Vâng. Đó, quay một vòng. Quá trình đẹp luôn. Cái này vô hỏi cây kiển trưng bày. Đẹp chưa? Cái này phải con ghé dắt chưa? Nắng, đủ ánh sáng đẹp.
Biết chiều. Dạ, con chạy ngang chạy lại em thấy mà con sợ của nhà nước con không dám vô. Có chủ không bây giờ? Đó, ô, cái con trang nè. Con trang thường của mình mà nó khúc này nó có thân rậm rậm, thân một cốt cái này xuống cái đây. Đổ này như đó. Bác. Dạ. Cái trang đổ trong trắng này như. Cái trang nó bán 1 triệu thôi. Ồ. 1 triệu. Cái này 1 triệu. Dạ, thấy đẹp không? Dạ. Chậu đẹp. 1 triệu. Để uống như vậy cái thân này cũng mấy năm mới được gì nè. Cái này biết như năm lâu năm già cây lắm. Dạ đúng rồi, nhìn biết mà. Đó, đẹp chưa? Cái cây nhỏ xíu gì mới lên mầm là người ta bán 10 mấy 20 ngàn rồi. Cây này là hơn lâu năm rồi. Lâu lắm mấy cái đâu phải tạo cái ai cây nào cũng tạo được cái dáng vậy đâu chứ. Dạ đúng cái rồi. Dáng đỏ nó khó lắm. Còn đó cây này 1 triệu nha mọi người. Là bông trang này, bông trang đỏ thường mình mà được một cái gốc lâu năm uống cong lên nó như cái nhành liễu vậy đó, cong xuống nguyệt lên. Này dễ sợ. Phong thủy giờ người ta chơi bông trang nhiều. Đó, mấy con thú bên đây nữa. Chó đó. Mấy con này là chú mới tỉa nè, chú tỉa theo cái đường uống duy trì. Con này là con gì chú? Cặp chim. Con. Dạ, hai mỏ. Đó, hai cái mỏ nè. À, cái này con cặp chim nè mọi người. Chú ăn sáng. Này chưa nhìn ra dáng. Thôi con đi quay hai cây bông giấy này mới được. Bông giấy đẹp quá. Hai cây bông giấy một cây là 50 triệu, một cây là 60 triệu, cực kỳ đẹp luôn. Mời mọi người xem tiếp tập tiếp theo của mình hai cây bông giấy nha.